Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 năm canh tí. Ngày này là ngày canh tí, tháng bính tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc mạo quang giờ kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường ngũ hành ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ ngày Canh Tý tức can sinh cho chi có nghĩa là kim sinh cho Thủy và ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé Vài nạp âm Bích Thượng Thổ kỵ tuổi Giáp Ngọ Bính Ngọ ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi Bính Ngọ Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tí lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ các bạn nhé. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt bao gồm sao thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho và an táng sao thiên quý tốt mọi việc sao nguyệt ân tốt mọi việc sao minh tinh tốt mọi việc sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch sao phụ họ hộ, hội họ hộ tốt mọi việc cưới hỏi xuất hành sao dân nhật thời đức tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao thiên ngục xấu mọi việc sao thiên hỏa xấu về lập nhà sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao hoàng sa xấu đối với xuất hành sao phi ma sát hay còn gọi là sao tai sát Kỵ giá thú, nhập trạch, sao ngũ quỷ, kỵ xuất hành, sao quả tú, sáu đối với cưới hội, đoạn. Và hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này dù là ngày thứ bảy với bạn tuổi Tý nhưng bạn chẳng được in đầu đoạn ngày này đối với bạn tử tý hết việc này tới việc khác cuốn thân khiến cho bạn mệnh cố gắng sắp xếp để nghỉ ngơi nhưng không được như ý muốn nhé. cái guồng quay công việc khiến cho bạn tử tý không thể thoát ra được và bạn mệnh chỉ phải đành cố gắng hết sức để có thể giải quyết được những cái vấn đề cấp bách còn mọi việc khác phải để sang tuần sau mới xử lý được trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tử Tý cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này làm cho sức khỏe của bạn tử tý lại không được tốt cho lắm. Sức khỏe của bạn đang có điểm báo, suy giảm rõ rệt. Và bạn tử Tý bạn cần phải cân đối lại cái thời gian làm việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý. Nhất là đối với những bạn đang có tiền sử về bệnh thận thì lại càng phải cẩn thận hơn nhé. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, sức khỏe có vấn đề. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, áp lực gia tăng. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, không được nghỉ ngơi cần thiết. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, nên cân đối thời gian làm việc. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, công việc bận rộn. Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này bạn đang có cái điểm báo tâm trạng của bạn vui buồn lẫn lộn nhá và bạn tuổi sửu trong ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành sửu tí nhị hợp cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi sửu lại có phần được tốt đẹp bạn và người ấy đều cảm nhận được cái sự quan tâm của đối phương dành cho mình và chỉ nghĩ đến việc chia cách xa nhau cũng đủ khiến cho bạn cảm thấy đau lòng nữa đó bạn tự xỉu nhá. Có nhiều chuyện xảy ra, rông gió không ngừng, nhưng với bạn tự xỉu, bạn vẫn cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tình cảm chân thành có thể chứng minh cho tất cả, chứ đừng có buông tay vì bất cứ cái lý do gì bạn tự xỉu nhá trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tự xỉu bạn cũng đang gặp ngày có thủy khác với thổ cho nên đối với những bạn đang quản độc thân thì vẫn chưa tìm được bến đỏ cho mình bạn tự xỉu bạn cảm thấy cái sự an toàn để bước chân vào cái mối quan hệ mới chưa có và bạn đừng quá gấp gáp bạn hãy cho trái tim mình có thời gian để nghỉ ngơi nhé về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình yêu thăng hoa, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, chưa tìm được người thương, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, có những vấn đề chưa giải quyết được, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, cần hiểu và thông cảm cho nhau, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, đừng để lỡ mất hạnh phúc. Đó. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi dần, thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020 ngày thứ bảy này đối với bạn tử dần xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dần trong ngày này bạn sẽ có được những cái sự may mắn khá chi là lớn trong cái chuyện tình cảm của mình nhé ngày này đối với bạn tử dần bạn sẽ gặp được người mình thương trộm nhớ sớm và bạn đừng có quá lo lắng về những cái chuyện trong tương lai với mình đúng không? Và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tự dần ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thủy dưỡng cho mộc vượng cho nên với bạn tự dần khó khăn nào cũng có thể giải quyết được chỉ cần có tình yêu, dù bên nhau mà không có tình cảm thì cũng đừng nên níu kéo làm gì. Còn nếu như xa cách nhau nhưng trái tim vẫn hướng về nhau, vẫn thuộc về nhau thì đừng có nên buông tay bạn tự dần nhé. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi dần, bạn mệnh sẽ có được những lời tỏa tình dễ thương từ người theo đuổi mình bấy lâu. Và với bạn tuổi dần, nếu như bạn cảm thấy đôi bên có thể vun đắp được tình cảm phù hợp về nhau với nhiều phương diện, thì hãy cho mình thêm cái cơ hội bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tình yêu thắp sáng trái tim, Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, đừng để mình lỡ mất hạnh phúc. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, đào hoa khởi vượng. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, nhân duyên rực sáng. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, đường tình rộng mở đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 3, số 5, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mão xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu cho nên bạn đang có cái điểm báo gặp nhiều khó khăn trắc trở trong cái chuyện tình cảm của mình nhé ngày này đối với bạn tuổi mão đôi bên khó lòng giải quyết được những cái vấn đề gặp phải nếu như cứ giữ thái độ bốc đồng đối bạn tuổi mão nhé những mâu thuẫn trong gia đình khiến cho bạn mệnh tuổi mão không khỏi mệt mỏi dù bạn có cố gắng nhưng bất lực bất tòng tâm bạn mệnh cần phải bình tĩnh lại đừng để cho mình bức xúc quá nhiều mà dẫn đến những cái chuyện không hay có thể xảy ra đối với bạn tuổi mão nhé trong ngày này đối với những bạn đang quản đầu thân thì dễ mắc phải những sai lầm khi cái mối quan hệ vừa mới chớm nở đây là cái chuyện hoàn toàn mới mẻ với bạn có những lúc chưa kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng bạn hãy cố gắng tránh cái sai phạm lần đầu nhiều bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, tình cảm cắt trở. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, mau thuận gia đình. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, cần hiểu cho nhau. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, sai lầm chồng chất. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, cảm thấy mệt mỏi đoạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn, thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tự Thìn ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đã đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí Thìn, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tự Thìn rất chi là nồng nàn, đầm thắm. Với bạn tự Thìn, bạn sắp đuốn tin vui rồi đó nhá. Bạn Tử Thìn, bạn được người ấy quan tâm, chăm sóc rất nhiều, bạn cũng cảm thấy hạnh phúc khi mà may mắn tìm được người mà mình yêu thương như vậy. Được. Cuộc sống gia đình trong ngày thứ bảy này đối với bạn Tử Thìn là cái sự êm ấm rất đáng ngưỡng mộ. Mọi người quan tâm và yêu thương nhau hết lòng, dành thời gian rảnh để chia sẻ và tâm sự cho nhau, tâm sự với đối phương nữa bạn Tử Thìn nhé. Và trong ngày thứ bảy này đối với bạn Tử thìn ngày này với bạn cũng sẽ có được cái lộc làm ăn kinh doanh rất chi là tốt bởi bạn đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm, bạn mệnh biết được những cái cơ may sẽ chẳng đến với mình mãi mãi nên bất cứ khi nào có được cơ hội là nắm bắt ngay đó bạn Tử thìn nhé. Ngày này đối với bạn Tử thìn, cái việc cầu tài khai trương xuất hành đều tốt đi xa thì gặp được quý nhân công việc thuận lợi và bạn đừng quên khi xuất hành đi theo hai cái hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng tây nam hai hướng này sẽ làm cho bạn công việc được thuận lợi tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình nhé Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ kinh doanh phát tài, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình yêu thắp sáng, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đào hoa đưa lối, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tiền bạc rụng rỉnh, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy dễ có người yêu đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tỵ Xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ trong ngày này sẽ phải đưa ra những cái quyết định khá chi là quan trọng và bạn tuổi tỵ trong ngày bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho nên bạn khá chi là quyết đoán khi xử lý những cái vấn đề về công việc của mình nữa nhá trong ngày này đối với bạn tuổi tỵ bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được cái mục tiêu như mình mong muốn có những lúc bạn cũng hơi lo lắng vì sợ thất bại nhưng suy cho cùng làm và không làm cũng không khác nhau làm máy và ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tỵ ngày này bạn cũng đang gặp ngày ngũ hành thủy hỏa tương xung cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm tình cảm vợ chồng đang có những cái xuất hiện những vết rạn dạ nứt khó có thể làm lành lại được trong một sớm một chiều và bạn tử tỵ bạn cần phải bình tĩnh để suy xét mọi chuyện chứ đừng có quyết định trong cái cơn nóng dội bùng nổ nhá. Và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tử tỵ ngày này bạn lại đang gặp ngày thủy hỏa tương xung, cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tử tỵ lại không được tốt cho lắm. Tình cảm vợ chồng xuất hiện những cái vết rạn nứt khó có thể hàn gắn lại trong một sớm một chiều. Và bà tuổi tỷ bạn cần phải bình tĩnh để suy xét mọi chuyện chứ đừng có quyết định nóng vội trong cơn nóng giận bạn tuổi tỷ nhá Ngày này với bạn tuổi tỷ xuất hành thì được thuận lợi, buôn bán có lời, của quy nhân giúp đỡ, tài lộc thì được tăng tín và khi bạn tuổi tỷ xuất hành đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc, và tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình. Đó. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa mau thuận gia đình, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ mục tiêu hướng tới, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc quyết đoán không do dự, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim tình cảm khó thăng hoa, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy đạt được ước nguyện về đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi sửu, tuổi thân. và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi ngọ sẽ khá chi là vất vả để tìm cách hóa giải những cái sự mâu thuẫn trong gia đình nữa nhé cái điều này khiến cho bạn tuổi ngọ đang có cái sự bất đồng liêu thang mâu thuẫn càng ngày càng thêm sâu sắc hơn đoạn và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ ngày này bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ cần phải cẩn thận kẹo lại mất tiền oan, đừng để cho lòng thương người, khiến cho mình mù quáng. Có tiền, nhưng phải biết tiêu đúng nơi đúng chỗ, đừng có nghĩ rằng bạn phát cho người khác là một việc làm tốt nhé. Trong ngày này, đối với bạn tử ngọ, cũng sẽ có nhiều chuyện cần phải dùng đến tiền. Và bạn tử ngọ, bạn nên cân nhắc kỹ càng, có kế hoạch về tài chính rõ ràng để tránh cái việc chi tiêu không cần thiết khiến cho bản thân của mình dẫn tới túng thiếu và không có tiền để tiêu đâu đó bạn tuổi ngọ nhé. từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tiền bạc tổn hao từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy bất đồng tình cảm từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mau thuận leo thang từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ chớ tin người mù quáng từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đừng để mình chịu thiệt về đánh giá của ba tử ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, tí mùi tương hại. Cho nên, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày này lại không được tốt cho lắm, tình cảm gia đình không được khăng khít như trước, đôi bên bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, dễ dàng nảy sinh cái sự bất đồng Vì những cái chuyện không đáng có đó nhá. Có những lúc với bạn tuổi mùi, bạn muốn hòa giải tất cả để tìm lại hạnh phúc cho gia đình nhưng lại bế tắc vì chính cái sự chống đối của người thân và bạn tuổi mùi, bạn mong muốn quay ngược thời gian để tìm kiếm hạnh phúc đã qua, đã xa đó nhá. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân để cho tình yêu, viện tượng của mình khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi, mà bỏ chạy và bạn tuổi mùi bạn có thể không có tình cảm với người ta nhưng đừng có làm như vậy hãy để cho mình còn cái đường lui nữa bạn tuổi mùi nhé vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình cảm nhiều mâu thuẫn tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cần giữ hình tượng, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, bế tắc không có cách xử lý, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, cần biết cách hóa giải, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, đừng đòi hỏi quá nhiều. Đoạn. Về đánh giá của bạn tử Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn cho nên bạn đang có được cái vận quý nhân dẫn đường trị lối may mắn ùn ùn kéo về nhà và với bạn tuổi thân sẽ tìm thấy được một nửa yêu thương của mình nhanh chóng mà thôi nhá trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh cho nên bạn Chẳng những đổ tình mà còn đổ cả tiền nữa, bảo sao mà tử vi trong ngày này đối với bạn tử thân, quá sức là may mắn, bạn hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có bạn tử thân nhé. Cái cơ hội kiếm tiền đến gần tầm tay của bạn tử thân trong ngày này, dù là ngày thứ bảy nhưng đừng để cho tài lộc vụt qua tầm tay một cách đáng tiếc nhé. Bạn cần phải chịu khó vất vả lúc này thì tương lai của bạn sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, túi tiền rụng rịnh trong cái việc chi tiêu mua sắm bạn tuổi thân nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi thân, cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc đều rất chi là thuận lợi, buôn bán có lời của quý nhân giúp đỡ tài lộc được thăng tín đoạn. Và bạn cũng đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc, và tài thần hướng Tây Nam. Hai cái hướng này sẽ làm cho bạn có được cái sự may mắn trong công việc tiền bạc rụng rĩnh về tay nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tiền bạc rụng rĩnh, tử vi tuổi bính thân thuộc họ hỏa tình yêu thắm sắc, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ đổ bạc đổ cả tình, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc quý nhân giúp sức, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim may mắn hơn người đỗ đổ... Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu, thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn cần phải chấn chỉnh lại cái thái độ cư xử của mình. Có lẽ chính cái sự bất cần của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay là cái nguồn cơn dẫn đến những cái sự hiểu lầm và mâu thuẫn từ trước tới giờ đoạn với bạn tuổi dậu bạn đừng có nhầm lẫn giữa cá tính và cái sự ngông nghênh không ai thấy thoải mái khi nói chuyện với người thiếu tôn trọng mình và bạn tuổi dậu bạn đừng có để cho nhân duyên tới gần rồi lại phải lùi xa mình nhé nhưng trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dậu bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nhập cục nhờ thế mà với bà tuổi dậu có thể sống thoải mái nhờ thu nhập từ công việc chính của mình bạn mệnh biết được tiền bạc kiếm được chẳng dễ dàng chút nào nên biết cân đối về thu chi cho hợp lý nữa rồi đoạn về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tiền bạc rụng rỉnh tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tình cảm hư hao tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ thời gian chia cách tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc cần bình tĩnh suy xét từ vi tuổi quý dậu thuộc kim tài lộc được dồi dào nhé đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm cho nên với bạn tuổi tuất tiền bạc thoải mái trong cái việc chi tiêu chẳng cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính với mình nhá và bạn tử tuất bạn mệnh biết được cái điều này có được chẳng hề dễ dàng gì và bạn trân trọng từng cái cơ hội đến với mình nữa đoạn. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tử tuất ngày này bạn vẫn lao đầu vào công việc buôn bán, bạn mệnh kiếm được tiền như hái ra nước. Nhờ vào cái sự kinh doanh thuận lợi Mức lợi nhuận tăng vọt hơn hẳn so với cái thời gian trước đây với bạn nhé Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tuất ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm bạn đang có cái điểm báo có những cái vết rạn nứt trong cái mối quan hệ gia đình có thể là do bạn mệnh tuổi tuất quá tập trung vào cái chuyện kiếm tiền cho nên thiếu đi cái sự quan tâm tới người thân của mình, cái điều này khiến cho cái mối quan hệ gia đình, quan hệ giữa các thành viên xấu đi. Bạn tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất trong ngày này xuất hành có được cái sự thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ mọi việc thông suốt, ký kết hợp đồng cũng lợi thế hơn người bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, gia đình xào xáo; tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ có nhiều vấn đề rối ren từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc kiếm tiền dễ dàng từ vi tuổi canh tuất thuộc kim cơ hội tài lộc tới từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy được thần tài chia trợ đoạn về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội chống đỡ, cho nên dù gia đình có những cái mâu thuẫn thì cũng được hóa giải và bà tuổi hợi bạn chịu nhịn một chút để cho mọi người trong gia đình có thể được vui vẻ với nhau nhé. Và trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi hợi, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi hợi đang có điểm báo, tiểu nhân vẫn luôn điêu bám. Cái điều này khiến cho cuộc sống của bạn tuổi hợi bị ảnh hưởng rất chi là nhiều. Và bạn tuổi hợi, bạn mệnh nên tỉnh táo để không bị rắt mũi dễ dàng. Cần phải hiểu đâu là thật, đâu là giả bạn tuổi hợi nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi hợi Bạn đang có cái điểm báo Tiền bạc của bạn có thể mất đi bằng nhiều cách Nhưng bạn đừng có để cho mình bị lừa gạt Kiếm tiền chẳng dễ dàng chút nào Vậy mà chẳng được chi tiêu Lại để cho kẻ khác nặng tay trên Thì quả thực là cay đắng cho bạn đối với bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tiểu nhân quấy phá tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm được hàn gắn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc dễ bị lừa gạt tử vi tuổi tân hợi thuộc kim cần đề phòng tiểu nhân tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy giải quyết rắc rối đoạn về đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm Năm sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.